500 người mù. Chính tôi được nghe một thời Phật ở nước Xá Vệ tại giường ông Cấp Cô Độc và cây của Thái tử Kỳ Đà. Bấy giờ nước Tỳ Xá Ly có 500 người mù đi ăn mày. Nghe thấy người ta nói Đức Như Lai ra đời rất là hiếm có, nếu chúng sinh nào được gặp, bất luận có bệnh hoạn gì cũng nhờ Ngài giải cứu được. Kẻ mù sẽ được sáng mắt, kẻ điếc sẽ được nghe rõ, kẻ gù sẽ được thẳng lưng, kẻ có tật sẽ được lành lặn, kẻ cuồng si sẽ được trí tuệ, kẻ loạn tâm sẽ được an định, kẻ đối rách sẽ được áo cơm, kẻ sầu khổ sẽ được an vui. 500 người mù bèn bàn với nhau rằng: khổ quá, biết làm sao bây giờ? Chúng ta xin lời hạ tiện, đã bị nghèo đói lại mù đôi mắt nữa. Bởi vậy trên đời không ai khổ hơn chúng ta. Thôi thì bây giờ tôi nghĩ như vậy, chúng ta tới nơi chốn của Phật để nhờ Ngài tế độ cho. Vậy đúng rồi đó. Bàn nhau xong rồi hỏi thăm người đi đường rằng: Đức Thế Tôn bây giờ ở nước nào? Làm ơn chỉ cho chúng tôi biết. Làm ơn chỉ cho chúng tôi biết dùm. Người đi đường đáp rằng: Ngài đang ở nước Xá Vệ. Những người mù bèn khẩn khoản: Ai là người thương lũ chúng tôi? Làm ơn phước đưa đến nước Xá Vệ. Và tới nơi Phật ngự đó, và làm ơn chỉ dẫn dùm cho chúng tôi đi. Nhưng không một ai giúp cả. Sau đó họ đi xin tiền, góp lại được 500 đồng, đứng bên lề đường lớn tiếng nói rằng: Ai dắt chúng tôi tới nước Xá Vệ, chúng tôi xin trả 500 đồng. Dạ xin trả 500 đồng. Dạ đúng rồi đó. Làm ơn. Khi đó có một người nhận lấy tiền rồi bảo 500 người mù rằng: Các anh hãy vịn vào vai của nhau làm thành một hàng dọc, còn tôi đi trước dẫn đường. Khi đến nước Ma Kiệt Đề, tới một cánh đồng rộng, thấy mỏi mệt quá, anh lẫn mất. 500 người mù trơ trọi không biết lối đi, lúng túng. Đường đi chẳng đi, đi xuống ruộng, dẫm nát như đồng lúa. Thấy 500 người mù đi trên ruộng của mình, giày xéo tan nát, lúa mất rất nhiều. Ông nông dân nổi giận mắng rằng: Đè các anh kia, đường chẳng đi, đi giữa ruộng làm nát lúa, có lên bờ ngay chưa? Dạ, thưa ông, dạ chúng tôi mù lòa không nhìn rõ đường đi, dạ xin ông tha cho. Xin ông tha cho. Mấy anh ở đâu tới đây vậy? Dạ thưa ông, chúng tôi ở nước Tỳ Xá Ly, nghe đồn Đức Phật từ bi cứu thế, hiện giờ Ngài đang ở nước Xá Vệ. Chúng tôi có thuê một người dẫn đường, nhưng tới đây họ bỏ trốn mất. Dạ phải, dạ đúng rồi. Thật ra phải lẩn quẩn ở chỗ này. Dạ xin ông làm phước cứu giúp cho, ơn này không bao giờ dám quên. Dạ không có dám quên đâu. Dạ ông giúp cho. Nghe họ nói thế, ông cũng thương, về sai người dắt họ đến nước Xá Vệ. Thì Phật lại sang nước Ma Kiệt Đề. Người ấy lại dắt đến nước Ma Kiệt Đề, thì Phật vừa sang nước Xá Vệ. Cứ như thế đến 7 lần vẫn không gặp Phật. Họ mong muốn được gặp Phật, như kẻ đói mong được cơm ăn, kẻ khát mong được nước uống, một lòng chân thành khát ngưỡng Đức Thế Tôn. Vì thế tuy mù con mắt, nhưng con mắt tâm của họ đã từng nhìn thấy Phật, nên họ vẫn hoan hỷ không biết mỏi mệt. Khi đó Đức Thế Tôn xem biết thiện căn của họ đã thuộc, lòng tin đã chắc, nên Ngài ở lại nước Xá Vệ cho họ được gặp. Lần này đến nước Xá Vệ, 500 người được gặp Phật. Nhờ ánh hào quang, mọi người hết mù sáng tỏ đôi mắt, nhìn thấy Phật thân vàng chói lọi, vui mừng quá. Họ cùng nhau tới trước lễ Phật, đồng thanh bạch rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, chúng con xin nơi hèn hạ, ra đời đã thấy đau khổ. Hôm nay nhờ oai thần của Ngài được sáng tỏ con mắt, chúng con một lòng thành kính, quy xin từ bi tế độ cho nhập đạo tu hành. Phật mỉm cười nói: Thiện lai tỳ khưu. Ngài nói dứt lời, 500 người đều rụng hết tóc, áo cà sa thấy mặt trên mình, theo Phật tu hành, không bao lâu đã đắc quả A-la-hán.
Thấy thế, tôi thưa Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, Ngài xuất thế làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Những người này được ánh hào quang của Phật làm sáng mắt, hơn nữa lại được đắc quả A-la-hán. Và không rõ kiếp xưa họ tạo tội gì, cuối sinh nói cho chúng con được rõ. Này A-nan, không những kiếp này ta cứu họ khỏi tối đôi mắt, mà đời quá khứ cách đây vô lượng kiếp ta đã cứu họ thoát khỏi khổ hắc ám một lần. Kính lại Ngài, cuối sinh chỉ giáo cho chúng con được ân triêm công đức. Rồi Phật kể rằng, cách đây đã nhiều vô lượng kiếp, cũng tại châu Diêm Phù Đề này, thuở ấy có 500 người lái buôn đi qua một cánh đồng rộng, tới con đường hiểm vào một hang núi lớn. Hang ấy tối om, sợ kẻ cướp đánh giết lấy tiền và hàng hóa, không biết làm thế nào. Họ chỉ biết khấn trời vái đất và tất cả thần kỳ trên rừng dưới biển ủng hộ cho họ. Trong số ấy có một người thấy anh em lo sợ bảo rằng: Các bạn cứ an tâm đi, đừng có lo nữa. Tôi có cách làm cho sáng sủa để các bạn đi. Người đó bèn lấy lụa bạch điệp cuốn vào cánh tay, tẩm dầu đốt, đi 7 ngày mới qua hang núi. Khi qua núi được an lành vô sự, mọi người vui mừng và cảm ơn lắm. Này A Nan, người đốt cánh tay thuở đó chính là ta. Ta từ đời vô thủy đến nay đem quốc thành vợ con huyết nhục bố thí chúng sinh, bởi thế đời nay được đặt tôn trong 3 cõi. Còn 500 người lái buôn, tức là 500 người mù này, đời quá khứ ta lấy thân sinh tử để bố thí cho họ được sáng sủa, giờ đây thành Phật ta lại cho họ con mắt trí tuệ. Tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều hoan hỷ. Nhân nghe thuyết pháp, cũng có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người đắc nhân bích chi Phật. Ngoài ra còn có rất nhiều người được độ, cúi đầu tạ lễ mà lui.